Của ngày hôm nay có một vị hỏi đó, thưa sư, giới cấm thủ được hiểu như thế nào cho đúng, nguyên nhân dẫn đến giới cấm thủ cần được biết là gì, như thế nào là không phạm giới cấm thủ, con đường dẫn đến không phạm giới cấm thủ là gì. Xin thưa với quý vị đó, giới cấm thủ á, là những cái là cái sự tuân theo những cái quy tắc, những cái điều học, mà những quy tắc, những điều học đó không đưa đến sự giải thoát, giác ngộ đó. Ví dụ như vào thời Đức Phật á, có những cái người ngoại đạo đó, họ họ giữ một cái giới, đó là họ họ sống như là một con bò, họ họ ăn như con bò, họ đi đứng nằm ngồi như một con bò đó, và họ cho rằng cái phương pháp đó sẽ đưa đến sự giải thoát. Thì cái cách giữ giới như thế thì đó gọi là giới cấm thủ. Hoặc như một số tôn giáo, họ tin rằng cái việc giết người, giết những người mà chống đối lại cái tôn giáo của họ, chống đối lại cái vị giáo chủ của họ, thì sẽ được phần thưởng là đi lên cõi trời, thì như thế là giới cấm thủ. Hoặc là một số vị quan điểm là ăn uống theo một cái cách đặc biệt nào đó, ví dụ như 7 ngày ăn một lần, 10 ngày ăn một lần, 3 ngày ăn một lần, hoặc là nhịn ăn hoàn toàn, hoặc là chỉ ăn trái cây, hoặc là chỉ ăn đồ của không phải là của bà bầu dân, có nghĩa là bà bầu dân thì họ không có ăn, hoặc là họ không có ăn thịt cá. Cái đó thì có được mô tả ở trong kinh Sa Môn Quả, bài kinh số 2 của Trường Bộ. Thì những người họ giữ cái phương pháp đó, họ giữ cái giới đó, và họ cho rằng cái phương pháp đó đưa đến cái sự giải thoát, thì đó là giới cấm thủ đó. Hoặc là sư nói ngay cả những cái điều học á, mà mình không có biết, mà mình chỉ mù quáng, mình làm theo mà mình không có biết được cái nguyên nhân và cái mục đích của cái việc đó là cái gì, thì coi chừng nó cũng rơi vào cái giới cấm thủ. Nhưng mà quý vị nên nhớ một điều như thế này: không nên tùy tiện đem cái giới luật của Đức Thế Tôn mà đưa vào giới cấm thủ. Bởi vì sao? Bởi vì đó, Đức Thế Tôn đã nói rằng thà đó, khi các ông đó, hy sinh cái tính mạng, thà các ông bỏ mạng còn hơn là còn sống mà vi phạm những cái điều học mà Như Lai đã đặt ra. Có nghĩa là cái điều, những cái gì mà Đức Thế Tôn đã quy định từ một cái giới nhỏ như là giới tắc ác đó, dù là nó là cái giới tắc ác đi chăng nữa đó, cái giới nó nhỏ thôi, thì cũng không có nên vi phạm, dù là phải hy sinh tính mạng đó. Và giữ giới với cái tinh thần là để nó bảo vệ mình đó. Thì như thế cho nên sư mới nói là không có nên tùy ý, không có nên tự tiện mình suy diễn rồi đưa những cái điều học của Đức Thế Tôn vào, và mình cho là cái sự giữ giới, những cái điều học của Đức Thế Tôn nó là cái giới cấm thủ, thì không có nên ha. Đó. Rồi cái nguyên nhân mà dẫn đến giới cấm thủ đó, thì đương nhiên nếu mà nói một cách rốt ráo nhất thì đó là do vô minh, có nghĩa là không biết về tứ đế, không biết về cái nguyên nhân khổ và con đường đưa đến sự diệt khổ, không biết được giáo lý của Đức Thế Tôn, không biết được những cái điều học mà Đức Thế Tôn đã dạy, cái gì Đức Thế Tôn cho làm và cái gì Đức Thế Tôn không có cho làm đó. Rồi để mà không có phạm giới cấm thủ thì nó chỉ đơn giản là quý vị giữ đúng theo những cái gì Đức Thế Tôn đã dạy và hiểu. Nếu như mà nhiều vị khó nữa đó, thì hiểu tại sao Đức Thế Tôn quy định cái điều học đó. Tại sao Đức Thế Tôn quy định điều học đó? Sư đưa ra một cái trích đoạn trong một cái đoạn kinh như thế này đó.
hình như là trong cái chú giải pháp cú đó, sắp tới thì chúng ta sẽ học. Đó là hai vị tỳ kheo đi đi trên đường đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Thì trên đường đó hai vị rất là khát nước. Thì thấy một cái vũng nước đục có sinh vật ở dưới đó. Thì xin thưa là theo cái luật của tỳ kheo đó, là nước mà không có lọc á, hoặc là nước có sinh vật á, thì vị tỳ kheo không có được sử dụng. Thì một vị đó, vị đó vì cứu cái tính mạng của vị đó mà vị đó sử dụng cái nước đó để giải khát. Còn một vị đó thì không có dùng, bởi vì kiên trì giữ cái điều học đó. Mà xin thưa cái điều học đó nó cũng không phải là cái giới nặng đâu, nó không phải là giới nặng. Thì cái vị mà kiên trì đó, vị đó khát quá chịu không nổi, và vị đó mệnh chung. Và sau khi vị đó mệnh chung đó, vị đó trở thành một cái vị trời và đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Còn vị tỳ kheo uống nước á, chấp nhận phạm giới để uống nước để giữ cái sinh mạng để mà đến đảnh lễ Đức Thế Tôn đó, thì vị đó mới sau khi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn có kể cái câu chuyện mà trên đường gặp cái vũng nước như vậy đó. Thì Đức Thế Tôn mới nói đó, cái người bạn á, mà đã mệnh chung á, là đã đến đây đảnh lễ Như Lai rồi, còn ông á, ông còn cách Như Lai xa lắm. Mặc dù ông đứng kế bên Như Lai như thế, nhưng mà ông còn cách Như Lai xa lắm. Có nghĩa là sao? Nếu như chúng ta chấp nhận, chúng ta giữ giới đó, thậm chí vì cái chuyện giữ giới mà chúng ta mất mạng. Xin thưa, nếu như giữ giới mà mất mạng á, thì nói gì đến những cái chuyện là mình giữ giới mà mình bị bệnh hoạn, hoặc giữ giới mà bị mất mát tài sản, hoặc giữ giới mà bị cái này bị cái kia. Không có cái gì mà nó nghiêm trọng bằng mất bằng cái tính mạng hết. Thì ngay cả tính mạng mà mình còn dám bỏ ra được đó, thì như vậy là mình gần với Đức Thế Tôn. Còn nếu như mà chúng ta vì cái tính mạng thì chúng ta còn cách Đức Thế Tôn xa lắm. Cho nên sư mới nói là nếu như mà muốn không phạm giới cấm thủ thì điều chắc cú nhất là nên giữ tròn cái giới, những cái điều học mà Đức Thế Tôn đã dạy đó. Và cái con đường dẫn đến không phạm giới cấm thủ thì cũng như vậy thôi đó. Rồi chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.